Bà con ở lối xóm là gói bánh phụ, người đóng góp người 500, 200, 300. Thì có người đem nếp lỡ, gói cái này đem ra quẩy với bà con có ăn liền để có cái sức khỏe, chống lũ. Mấy người phụ nè, lỡ thì cứ việc nấu đậu xong thì có người nắng như dùng nếp đồ cũng giúp tự động biết hết hà. Làm việc này nó vui lắm, công việc thì nguyện mà. Mình không có tiền thì mình có cái công. Còn mọi người để giúp cái việc này để gửi về cho cái đồng bào mình hiện tại đang rất là, nói chung là trong cái cơn hoạn nạn.